6 tháng đầu năm 2024, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã huy động được gần 328 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 52 tỷ đồng, hiến trên 4.800 mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Toàn huyện đã cải tạo, nâng cấp và làm mới được 7,85 km đường giao thông nông thôn, 6,8 km rãnh thoát nước và 1,82 km tường giao thoáng dịch chuyển di rời 126 cột điện và 3,78 km đường dây, cải tạo nâng cấp hai nhà văn hóa, khu thể thao xã, 11 nhà văn hóa thôn, một chợ nông thôn, một trạm y tế xã. Các xã đã tổ chức phát động và duy trì phong trào vệ sinh môi trường, trồng hoa cây xanh, cây bóng mát dọc các tuyến đường trục chính, tăng 6,12 km so với đầu năm. Đến nay huyện Đông Sơn có 73 trên 85 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 85,88%, 9 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 69,23%, 4 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 30,76%.